Kính chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản cho những người nào mà không có rành về computer hoặc là mới biết về làm website thì có thể làm được. Thật ra nói về computer thì nó rất là sâu rộng. Ở đây chúng ta chỉ hướng dẫn làm một cái blog bằng cái website WordPress.com, tại vì cái này nó cho mình làm blog free mà nó cũng thông dụng, chúng ta không có cần biết kỹ thuật nhiều. Bài hôm trước chúng ta đã học từ là làm blog bằng blogspot.com rồi phải không? Thì hôm nay chúng ta sẽ qua một cái WordPress.com. Chúng ta học bài này là bài 1. Vì cả hai đều không phải trả tiền cho nên chúng ta phải tận dụng cái đó. Làm cái blog cho thí dụ cho cá nhân mình hoặc cho bạn bè hoặc hình ảnh hoặc là làm video gì đó thì các bạn bỏ vào. Thì bước thứ nhất á, thì chúng ta phải vô cái WordPress.com, tức là cái trang mà nó cho mình làm cái blog free á, thì muốn vô đó thì chúng ta phải mở cái browser, một trong ba cái này là Internet Explorer hoặc là Firefox. Trước kia là nó có tên là Netscape nhưng mà sau này nó đổi tên là Firefox, hoặc là Google Chrome, tức là một cái website tương đối mới của hãng Google để cạnh tranh với hãng Microsoft. Ok, bây giờ tôi sẽ vào cái WordPress.com. Ok, tôi mở một cái browser. Ở đây tôi mở cái Google Chrome. Ok, bây giờ mình phải vô cái gì? Cái để tiện thì chúng ta bỏ này lên, kéo qua bên cho nó dễ thấy. Step 1, WordPress.com. Giờ chúng ta đánh máy cái này. Ok, bây giờ nó sẽ hiện ra hai phần, một phần là sign up and start publishing now. Cái phần này là cho là bắt đầu chúng ta làm một cái blog. Còn cái phần này là mình đã có blog rồi á. Những người nào mà có blog rồi thì họ log in vô đây, họ sửa hoặc họ bổ túc thêm cái blog của họ sẵn. Mình là người bắt đầu cho nên mình bắt đầu từ ở đây. Bây giờ click vô cái ô màu cam get started. Ở đây chúng ta điền vô cái email address thì của mình đang sử dụng á. Ví dụ bây giờ tôi email address của tôi là hai tech lan bảo phán at gmail.com. Cái username thường nó sẽ hiện lên ngay chỗ này, tức là phần trước có chữ A, chữ app. Còn không thích thì mình sẽ đổi lại nha. Rồi bây giờ mình đánh password kia, thấy cho hai đi không? Tại vì tôi đang chỉ các bạn nhưng cho nên tôi phải hai cái password. Rồi cái blog mình tên gì? Mục đích của cái blog mình làm gì? Thì cái trang cái blog này tôi làm cho một cái chùa. Cho nên cái chùa đó tên là U Đàm, là một cái tỉnh thất. Cho nên tôi lấy cái tên là tỉnh thất. U Đàm. Chúng ta cái này có người lấy rồi. Thì bây giờ chúng ta dùng một cái khác đi. Thí dụ như U Đàm Thiền Viện đi. Ok, thì nó không có hiện chữ đỏ lên là chúng ta có thể lấy được nha. Thì nó còn mời chúng ta mua cái website udamthienviện.com, cái domain. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn làm free cho nên chúng ta cảm ơn nó. Thấy chữ xanh này không? No thanks, I will use the free address. Thì hết chữ no thanks.
nhớ cái của mình ha, udamthienviện.com, và nhớ cái email của mình, tại vì một hồi nó gửi information một cái link tới cái email của mình để mình activate, tức mình làm cho cái blog mình hoạt động á, cho nên mình phải cần blog vô cái hashtag Alan Bảo Phán gmail.com. Ok, bên này nó có bên trái là upgrade, là nghĩa là mình phải trả tiền, nghĩa là cái website nó đẹp hơn, nó có nhiều cái function hơn, nhưng mà thực sự không có cần thiết nha. Sau này chúng ta mà rành nó thì một cái blog không trả tiền chúng ta vẫn có thể làm nó đẹp như thường, cho nên chúng ta chỉ cần nó free rồi ha. Ở dưới này là create blog, cho hit create blog, sau nó sẽ hiện ra một cái màn ảnh là một cái email đã gửi tới cái địa chỉ hay chắc Alan Bảo Phán gmail.com để activate cái blog của mình. Bây giờ mình phải vô cái email đó để check coi coi nó có hiện ra chưa, coi cái lúc mà mình registration á, tức là mình đăng ký, nó có hiện hiện cái link mà mình để có cái blog đó chưa. Thì bây giờ tôi mở một cái browser khác, vì cái computer tôi có hai ba cái monitor cho nên chúng ta di chuyển dễ dàng. Thì các bạn thấy chúng tôi di chuyển từ đây qua đây mất tiêu. Đó là cái lợi của biết computer, là chúng ta biết một cái computer bình thường á, thì chúng ta vẫn biết cái khả năng sử dụng rất rất là tối đa, hơn là chúng ta có một cái computer rất là mắc nhưng mà chúng ta chỉ biết không biết gì hết, ngoài ngoài cái việc là vô Facebook hoặc là chỉ lên internet thôi, hoặc lên net, chứ ngoài ra không có biết làm gì hết. Thì nếu một người biết computer thì một cái computer cũ đi nữa mà đúng cái khả năng của họ thì họ không có cần mua cái computer mới, cho nên cái đó rất là quan trọng nha. Chúng ta phải lựa cái computer nào á mà nó phù hợp với cái khả năng của mình, không có nghĩa là mình phải mua cái computer mắc mà để cho nó đẹp, hay mà mình chỉ xài có một cái thôi. Thí dụ mình mở cái computer, mình mở cái iPad lên, mình chỉ vô internet, mình không có làm gì hết, mình không có cần computer thật là xịn làm cái gì, bất cứ computer nào mình cũng có thể coi được. Hoặc là mình có cái phone đó, smartphone như là iPhone, hoặc là mấy cái phone của cái hãng Google, mấy cái phone Android hoặc là Windows Phone, nó có những cái function đó, chúng ta không cần đó. Vì chúng ta phải log in vô cái email của chúng của mình hồi nãy, đăng ký hồi nãy trong cái WordPress đó. Thấy hai tag Alan Bảo Phán không? Thì bây giờ chúng ta cần log in vô. Ok, cái link nó tới rồi, thấy không? Thấy wordpress.com activate udamthienviện.wordpress.com, thì chúng ta click vô cái đó thì nó sẽ chào mừng chúng ta đến với wordpress.com để activate cái blog đó. Chúng ta click activate cái blog, nó sẽ hiện ra một cái, nó sẽ dẫn chúng ta vô cái blog đó. Ok, bây giờ chúng ta vô inside cái blog rồi. Thì bây giờ cái blog tên của mình là gì? U Đàm Thiền Viện phải không? Thì mình để cho có dấu, cho nên mình bỏ cái key của Việt Nam vô. Chứ để vậy thì nó kỳ quá nha. Đánh U cái tab này mình không có cần nha. Thí dụ mình thiền viện thuộc là Phật giáo thì mình có thể tab cho là Phật giáo để người ta tìm cho dễ. Ok, nếu mình thích tab cho thì mình để Phật giáo, tại vì thiền viện thuộc Phật giáo phải không?
Rồi mình phải cái là thiền viện. Thiền viện này nó ở Las Vegas thì chúng ta có thể đánh Las Vegas, tiểu bang Nevada, USA. Ta có thể đánh vậy. Cái ngôn ngữ thì chúng ta dùng cái English. Và trước khi click vô next step á, thì make sure chúng ta tắt cái key, cái bộ gõ bằng tiếng Việt đi. Mỗi người sử dụng một bộ gõ khác nhau, cho nên mỗi cách tắt khác nhau. Thì go next step. Ok, bây giờ nó sẽ cho mình chọn cái term, tức là cái design sẵn của cái hãng WordPress nó cho mình không có phải design, mình không có phải mình tự mình làm trong một cái riêng cho mình có thể làm sau này, nhưng mà bây giờ mình học cái cơ bản cho nên mình chọn cái của nó thì nó tốt hơn. Còn không khoi mà cái những cái design nào mà nó đẹp quá đó thì nó bán thôi, bạn thấy giá đến 75 đồng ta đâu có muốn cái đó, chúng ta có thể chọn bất cứ cái nào. Giờ đi vòng vòng chọn cái phong next step. Tại vì chúng ta chọn cái 2011 cho nên nó hiện lên này rồi. Bây giờ mình chọn cái khác đi ha. Ok, mình muốn tìm cái gì thì mình tìm my blog chứ. See, trong này nó chỉ là vô my blog, hit my blog. Bây giờ mình coi cái trang của mình là U Đàm Thiền Viện là sao. Thì chúng ta click U Đàm Thiền Viện, coi nó giống cái gì chứ không? Trước khi mình bắt đầu mình post. Ok, wow, nó giống cái thiền viện, nhìn có cây rồi cũng đẹp không? Chơi U Đàm Thiền Viện ở Las Vegas rồi. Và đây có home about nothing, như là cái mẫu thôi, có hai cái trang đây. Bây giờ giả sử mình muốn thay cái này sao, thì bây giờ mấy cái quảng cáo này thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ giải quyết sao. Bây giờ chúng ta vô cái thấy bên này không, bên này là cái rất là quan trọng. Chúng ta muốn sửa cái gì á thì chúng ta vô cái, chúng ta chỉ vô U Đàm Thiền Viện là nó hiện lên cái dashboard, tức là một cái trung tâm mà để nghĩa là sửa cái website là làm bất cứ cái gì. Thì bây giờ chúng ta hit dashboard thì bạn sẽ có một loạt tùm lum hết đây, từ my blog rồi store post, ví dụ bạn muốn post cái gì, category, copy a post, rồi link, ví dụ bạn muốn link mấy cái website bên ngoài đó, page, rồi hồi nãy có hai page không, có hai trang thì bạn có thể làm thêm 10 trang nữa nếu bạn thích, comment, mình có muốn người ta comment hay không comment, comment nó ra thế nào thì cũng mình cũng làm, appearance, ok bây giờ mình cần vô cái appearance, tức là cái hình dáng của cái blog như thế nào. Bây giờ nếu bạn nào mà có ở đây có nó rất nhiều appearance, thí dụ bây giờ mình muốn cái thơm, hồi nãy mình chọn cái thơm là hồi nãy mình có coi về bông hoa đó, nó cũng có đẹp phong. Bây giờ cái header nếu mình có làm sẵn thì mình click cái header, thì cái header ở đây á người ta làm sẵn rồi phong, nhưng mà bây giờ mình có cái header nào mình làm sẵn á thì mình upload lên, mình thay thế cái header này. Bây giờ việc tôi làm sẵn rồi cho nên tôi upload lên nha. Upload cái này gọi là banner, cái logo banner cho cái website của mình U Đàm Thiền Viện, thì chúng ta click vô, chúng ta upgrade đó. Giờ mình browse nó. Go to desktop. Thì trước khi làm thì tôi đã lập ra một cái folder U Đàm Temple chứa những cái gì cần thiết cho cái chùa vô đây, để tôi khỏi mất công làm, khỏi mất công kiếm.
tôi lấy cái Odam Temple. Okay, tại nó ra hàng dọc vậy khó thấy phải không? Tại mình không biết hình nào ra hình nào. Thì ở đây nó có cái mũi tên này More Option, thì chúng ta click vô. Thì chúng ta dùng medium icon. Để thấy hình cho nó dễ phải không? Ok, trong này có cái logo mà tôi làm sẵn rồi trong Adobe Photoshop. Click Open. Open thì nó đã dính ở đây phòng. Bây giờ mình chỉ cần upload lên cái website này để mình thay thế cái này đi phong. Upload. Cốp. Ngâm lại vậy. Udam Temple Banner. Banner. Không thấy rõ thì để vậy cho nó dễ thấy. Udam Temple Banner. Open. Rồi chúng ta upload. Ủa sao nó không có lên nữa? Ok, thì cái này chúng ta khoan đi, chúng ta không có cần có lẽ cái browser Internet Explorer này nó có gì trục trặc, thì chúng ta tạm xài cái này, hoặc là chúng ta có thể ở dưới đây chúng ta chọn bất cứ cái nào nó làm sẵn phải không. À, bây giờ cái u đàm phải không, cái chùa thì mình làm cái cảnh nào đẹp chứ để này xấu quá, thì chúng ta có thể CD phone image phải không, thì chúng ta ví dụ chọn cảnh này cho nó giống chùa chiền chút. Rồi chúng ta xây change. Thì cái cảnh này nó sẽ thay thế cảnh này. Ok, thấy cũng giống chùa không? Có biển nước không? Còn cái này á, là cho cái hình mà bạn tự làm bên ngoài rồi bạn upload lên. Thì trong cái này á, tại vì cái Internet Explorer của tôi nó block cái upload này. Cho nên tôi không có muốn upload cái đó lên, cái hình mà tôi làm sẵn lên cho các bạn. Thì cái hình mà tôi làm sẵn là thì nó như thế này à. Thì các bạn coi, thì trong cái folder Udam Temple thì mình chuẩn bị sẵn phải không, thì cái hình tôi làm sẵn này không. Okay. Udam Temple mình dùng Adobe Photoshop để mình làm, mà làm cái banner cho cái temple đó. Rồi giờ mình có cái logo không? Thì cái này là logo. Thì mình làm sẵn. Ok. Nhưng mà bây giờ tại vì upload không lên không có được cái Udam Temple mà tôi làm, cho nên tôi xài của nó của cái hãng để đỡ. Từ từ mình sửa lại không có sao. Ok, sau bây giờ mình save change. Ok, cho bây giờ ở đây nó có visit your site to see how it works. So visit your site. Thì nhìn thấy cũng đẹp không? Bây giờ bạn có một cái blog đẹp không? Cái blog này thuộc của bạn. Bây giờ phần kế tiếp á, chúng ta post bài thử coi làm sao. Bây giờ mở thêm một cái window mới. Ở đây dùng Internet Explorer thì chỉ cần hit cái ô vuông này, hay là bất cứ cái gì như Google hay là Firefox, thì nó hiện ra một window mới. Thì cái website của Udam, cái chùa Udam á, là udamtemple.org. Ở đây tôi không có rảnh mà đánh máy vô, nên tôi phải copy. Nếu mà người ta nhờ làm thì tôi phải nhờ copy vô. Thì ở đây người ta có giới thiệu vài nét về đạo tràm, chúng ta copy vô. Bây giờ thấy Udam Thiền Viện, giờ post một cái đầu tiên phải không, thì chúng ta thấy new post ở đây nè, thì hết cái new post.
Bây giờ cái đó là video hay là cái gì vậy? Bây giờ thử cái đó là test không? Tức là chữ. Thì chúng ta click vô chữ test. Ok, cái Internet Explorer này nó bị trục trặc cho nên bây giờ mình xài cái browser khác và mình copy cái này đi qua cái browser này, xong mình highlight, mình right click, mình paste nữa, xong mình vô thẳng luôn nha. Ok. Giờ mình log in, tại vì mình vô cái browser khác thì mình phải log in lại. Thì hồi nãy của mình là cái gì? Là hai tag phone. Lan bảo bán và cái password vô. Login. Ok, thì nó vô cái dashboard nãy á. See, cái này là Google không? Google Chrome không? Bạn coi cái Internet Explorer nè. Chứ nó cũng giống vậy. Ồ, mấy tại vì ở đây mình thấy cái pop out nó bị chặn lại trong close này. See. Rồi. Bây giờ phải không? Bây giờ mình vô cái dashboard thấy chỗ U Đàm Thiền Viện phải không? Nó có dashboard, click dashboard là nó vô cái này. Bây giờ mình make cái new post coi sao. Post mình hit cho chữ post. Rồi mình add new. Thì bây giờ mình muốn cái bài đầu tiên ở đây là cái bài giới thiệu về cái đạo tràng U Đàm. So copy cái bài nét U Đàm đạo tràng. Còn không thì bạn muốn viết bài gì thì bạn phải đánh máy vô. Nhưng mà cách hay nhất là đánh máy ở ở ở một cái Word Progression nào đó như Microsoft Word hay là bất cứ cái nào mình copy lên cho nó chuẩn nha. Ok, cho bây giờ thành lập. Ok, đây là phần giới thiệu của cô Tâm Thái. Copy nó. Ở đây có phần visual and phần text thì bạn cũng make lúc nào cũng chắc chắn là ở phần visual tức là phần chữ thuần tí thôi, còn phần text là tức là nó có cái code, cái mã code computer mà khi nếu mà những người mới học computer họ sẽ không có biết. Thì chúng ta sẽ để vô trọng nha. Giờ nếu mà để vậy thì nó không có đẹp không? Bây giờ chúng ta để hình lên. Thì ở trong cái website của đạo tràng U Đàm á, nó có cái hình họ chụp lúc mà thỉnh tượng Đức Phật vậy, thì bây giờ mình nên bỏ cái hình nó vô, tại vì tại vì cái chùa đó muốn bỏ cái hình cho nên bỏ cái hình đó vào. Okay, chỗ này thấy add media không? Cho mình click add media. Okay, upload file, tại vì cái hình đó tôi đã save trước rồi, so select file. Giờ kiếm cái U Đàm đạo tràng, U Đàm Temple. Ok, cái hình này, hình chánh điện, ta upload nó lên. Bây giờ chúng ta gắn vô cái post insert thì hình ở đây.
Hình có vẻ nhỏ quá phải không? Ok. So bên phần này nó có category thì chúng ta sẽ học sau. Bây giờ chúng ta publish trước. Ok, nó hiện ra ủ đầm đạo tràng rồi. Cái bài đầu tiên của Tâm Thái. Cái loại của cái WordPress với lại cái Blogspot đó là nó có cái phần mà share. Ví dụ bạn share trong cái cộng đồng WordPress hoặc là bạn share trên Twitter, share trên Facebook, nó rất là lợi, không cần phải phải viết cái program nữa hết nha. Bây giờ có bài đầu tiên phải không? Thấy cảnh cũng đẹp không? U Đàm Thiền Viện, Phật Giáo Thiền Viện, Las Vegas, Nevada, USA. Cái này chúng ta sửa sao? Cái hình này chúng ta có thể thay sao được nếu mà chúng ta muốn. Ok, thì bây giờ chúng ta ở đây nó có hai cái menu không? Nên mình làm thêm một bài nữa, tại vì có một bài thì nó ngắn quá. Bây giờ new post đi không? Edit post, nếu mà có gì sai á thì chúng ta edit post. Bây giờ new post. Chúng ta muốn làm bài một bài mới. Bây giờ để coi trong này có cái gì. Trong cái trang chính của họ. Nếu mà họ nhờ tôi làm cho nên trong chính thì bây giờ lấy cái thơ văn thế này. Giờ lấy cái bài kiếp người của Tâm Thái thế này. Ok, chúng ta copy cái chữ kiếp người. Kiếp người. Copy the page đúng không? Thì right click, thấy chữ page xong rồi bằng page như chữ kiếp người. Và chúng ta cần copy cái bài thơ nữa chứ không, chứ không lại cập biệt cái tựa với tác giả luôn. Copy ở đây nè, tôi làm rắc rối tại vì thay vì tại vì cái browser Internet Explorer nó không có làm việc một cách đúng, cho nên tôi phải xài cái Google Chrome rồi cái Internet Explorer để bài học khỏi gián đoạn. Right click the page. Okay. Mong manh như hạt sương mai. Giờ nếu mà để vậy thì nó không có đẹp lắm phải không? Lúc nào cũng có hình cho nó attract chút, cho nó đẹp chút. Tôi muốn để hình ngay đây. Tôi vừa cũng add media. Cái này những cái hình nào mà mình upload lên thì nó sẽ ở trong cái thư viện. Cho nên nếu mình xài nữa thì mình chỉ vô cái media media library. See. Nó làm sẵn phải không? Giờ mình upload file, mình kiếm cái hình đó, hoa mai phải không? Thì thấy cái hình này cũng đẹp không? Nó giống như hoa mai buổi sáng sớm thì người ta copy, chúng ta upload nó, giờ chúng ta upload thêm cái nữa, ví dụ như cái này đi nha, đời sống nó mỏng manh vô thường giống như hạt nước, chúng ta upload một cái nữa để chúng ta bỏ vô cái bài thơ đó cho nó hấp dẫn, là insert insert into post. Thì bạn có hai tấm hình. Bây giờ nếu chúng ta thích để như vậy cũng không sao, hoặc là chúng ta sửa thì không sao cũng được thôi. Nhưng mà thôi để như vậy cũng được. Bây giờ chúng ta publish. Ở đây chưa có category gì hết à. Cái này cái category tức là cái bài viết của bạn nó thuộc loại gì. Cái này là thơ văn phải không? Thì chút nữa mình lập cái category là thơ văn, hay là để mình xếp loại cho nó dễ, để khi mà mở ra thì chúng ta không có lộn. Thí dụ như là về video thì chúng ta có video, thì giờ chúng ta phải public nó chứ. Okay. Bạn nhớ là cái nào mà public sau á thì cho nó hiện ra trước,
nhưng mà chúng ta sẽ có cách sửa, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ chấp nhận thôi. Tức là cái gì mà chúng ta public sau này thì nó hiện lên trước, những cái nào mà cũ rồi sẽ nó thuộc xuống xuống sau. Thí dụ như cái bài và nét về đạo tràng ưu đàm không, nó hiện xuống dưới. See? Ok, bây giờ coi như khi mà bạn post đó, thì nó sẽ hiện vô cái trang chính là home, trang chủ. Những cái này là nó thuộc về cái menu. Thì chúng ta muốn sửa nó như thế nào thì chúng ta phải vào cái home này sửa không có được. Nếu mà muốn sửa thì phải khi nào tôi sẽ chỉ, nhưng mà chúng ta sẽ thêm mấy cái page này, sẽ như about, little about. See? Đây là một cái trang khác. Thì bây giờ muốn làm cái gì thì chúng ta phải vô cái dashboard chứ. Ok. Bây giờ vô cái page. See, giùm coi on page coi có bao nhiêu page. Bây giờ bạn thấy không, hồi nãy nó có home and about, thì bây giờ chúng ta muốn sửa cái chữ about đi. Để chữ home thôi nha. Để muốn làm tiếng Việt cho edit nữa. Thì những cái này là nó thí dụ thôi nha. Ta cắt nó đi. Và cái tựa là about thì chúng ta có vẻ thích lắm. Như giả sử chúng ta muốn bỏ video á, thì cái mục kế tiếp là video, thì bây giờ mình đánh chữ video đi. Đánh chữ video. Rồi chúng ta update. Update là tại vì chúng ta sửa từ about thành video cho nên là update. Thành video. Thì bây giờ chúng ta view cái page nó làm sao. Cái page sao nha. Thì đây, còn thấy không? Cái chữ about nó biến mất rồi, nó thành video. Ok. Bây giờ muốn bỏ video thì sao? Thì bây giờ bạn click vô video. Và xong bạn cứ vô cái ưu đàm thiền viện nữa. Vô cái trang này nó có cái W nè, là cái logo cho WordPress ưu đàm thiền viện. Vô dashboard, click dashboard. Rồi vô page, click on page. Rồi giờ edit cái video không? Tại mình có một cái trang home với cái trang video à. Mình muốn làm nữa thì làm nữa, nhờ edit này không? Ok. Thì bây giờ muốn bỏ video ở đây không? Thí dụ bạn muốn lồng cái video nào đó thì bạn bỏ vô. Thì chúng ta vô, khi mà chúng ta lồng là embed đó, nó gọi là chữ này nè. Embed video. Thì chúng ta phải vô qua chữ test chứ không phải là visual được chưa? Tại vì nó viết bằng code. Ok, để kiếm cái đó thì chúng ta vô YouTube hay là bất cứ cái nào mà có video. Thì youtube.com. Vì trang Phật giáo không thì kiếm chữ một bài nào về Phật giáo đi nha. Tiếng Việt thế này nha. Thí dụ như là đường mây. Trên cõi mộng. Ok, ở đây nó có đường mây trong cõi mộng phải không? Thì chúng ta click cho đường mây trong cõi mộng. Nhưng mà ở đây thì có tập 11 mà. Chúng ta muốn một bộ luôn. Nếu mà chúng ta chỉ embed tập 11 á, thì chúng ta thấy chữ share đây không, trong YouTube không? Chúng ta lấy chữ share đây phải không? Rồi ở đây á thì nếu mà bạn có Facebook thì bạn chỉ cần click vô đây á. Click trên Facebook không? Rồi bạn login vô email của bạn, rồi password của bạn phải không? Rồi bạn chỉ share nó thôi nha.
nhưng mà tôi không có cần xe, tôi muốn muốn embed nó. Bây giờ tôi muốn lấy cái đường mây cỏ mộng mà trong nguyên nguyên một bộ luôn nha. Giờ hít vô cái username của YouTube nó lên bảo rồi, bạn thấy cái playlist này không? Click playlist đây. Thì trong này có rất là nhiều Phật giáo. Bây giờ thí dụ như đường mây trong cõi mộng đây không? Cái playlist nó có 24 video thì chúng ta click đường mây trong cõi mộng. Ok. Rồi chúng ta hit play on. Thường thường Google nó hay quảng cáo đây thì chúng ta có thể skip đi. Cái đường mây trong cõi mộng. Thì bây giờ chúng ta muốn embed nó thì chúng ta thấy cái nút level about share add to thì chúng ta hit chữ share. Thì thấy embed này không? Embed it. So let you embed. Thì nó sẽ hiện ra một cái code đây mà nó highlight sẵn, nó có màu xanh sẵn thì chúng ta chỉ copy thôi. Right click for copy. Và mình vô cái trang của mình. Cái này là mình phải xóa này đi nha. Là make sure là mình qua cái test mới được nha. See, cái này là visual là chữ mà tại vì code cho mình phải qua cái test. Xong mình paste nữa. Ok. Bây giờ mình muốn coi cái video nó vô chưa, mình click cho visual. Ok. Rồi bạn click update. Okay, giờ view cái page á. Tức là cái trang video, coi cái video nó vô dành chi, bạn thấy chưa? Đường mây trong cõi mộng có 24 cái video. Ok. Bây giờ bỏ chừng vài ba cái video nữa để cho các bạn nó để cho nó nhiều một chút. Chúng ta vào playlist kiếm Phật giáo, thí dụ như là chuyện của Ngộ Đạt Quốc Sư đi phải không? Click vô Ngộ Đạt Quốc Sư rồi bạn vô click play on. Chúng ta tắt cũng được nha, không có cần nghe share, right? Nên muốn share trên Facebook hoặc là Twitter hoặc là Google Plus thì cũng được, hoặc email cũng được nha, Hangout cũng được, nhưng mà ở đây chúng ta muốn embed, chúng ta muốn lấy cái nguyên cái này chúng ta bỏ vô website, chúng ta embed nó, thấy nó hiện ra một đống code sẵn không, ta chỉ copy nó thôi, mình vô cái trang của mình lại, thì đây có một cái video chúng ta vô U Đàm Thiền Viện. Rồi bây giờ chúng ta vô dashboard. Giờ chúng ta vô page and then vô on page. Then mình có hai page à. Một cái page là home. Cái page đó thì mình không có sửa được bây giờ nha. Khi nào mà các bạn rành hơn thì chúng tôi sẽ chỉ sửa. Thì bây giờ chúng ta edit nó. Ok, thì ở đây video đây test for có một cái video rồi không, bây giờ bạn thêm một cái nữa. Ok, thì video cái nó sao thì cái đầu tiên tự nhiên nó biến mất tiêu à. Thì chúng ta phải lấy cái đầu, phải xóa nó, phải kiếm cái đầu tiên lại. Tức là cái bài đường mây trong cõi mộng gì đó. Thì chúng ta click vô cái user, cái người mà upload cái bài Ngộ Đạt Quốc Sư nè. Thì chúng ta click vô Alan Bảo. Thì chúng ta thấy chữ playlist, trong click chữ playlist. Thì thường playlist tức là nó một loạt luôn, một tập luôn.
để người ta khỏi mất công đi kiếm từng bài ấy. Và đường may trong cỏ mộng không? Hồi nãy chúng ta mất không? Chúng ta share đây cũng được chưa? Share on bed display please. Nhưng mà hồi nãy đã chỉ cái phần kia rồi, cho chúng ta chỉ cần click play on. Play on tức là một cái bộ có bao nhiêu cuốn thì bạn sẽ có, bạn sẽ nghe hết, khỏi mất công nghe từng cái bạn sẽ ngủ nghe luôn nha. Chúng ta click to share and then embed and right click copy, go back edit space, make sure nó nằm ngay test không, and right click space again. Ok, so 1, 2, coi coi make sure nó có phải hai cái video không, thì chúng ta vô visual thì nó có hai cái video. Giờ thêm một cái nữa ha. Thường thường chúng ta cách một khoảng vậy đó để cho người ta khỏi rõ, không phải là cách hai luôn, cách hai cái enter luôn, hai cái space, một space được không? Thì đây lúc mà cái chấm này chấm cái cursor đó, nó chớp chớp là một space, hai space, không rõ đây cũng vậy, một space, hai space. Để chúng ta kiếm một bài khác thì Alan bảo your playlist. Ví dụ như Tế Điên Hòa Thượng đi phải không? Cho play on. See about share. Share. Đây, ở đây á là bạn cũng tương tự gì đó embed. Copy tiếp không? Xong paste nữa, right click paste. Make sure nó có ba cái. Ok. So video bây giờ là có ba cái video không? Thì giờ chúng ta tạm dừng ở đó. Ok, từ cái bài Tết Điên Hòa Thượng nó vẫn chạy thì chúng ta tắt đi. Tắt đèn nữa. And then view page. Cái page đó là page video. Thì mình coi nó có phải đúng ba cái video. Ok, bingo, 1, 2, 3. Thì đây nó có đường mây trong cõi mộng không? Bạn có cần đề tựa làm gì vậy? Đường mây trong cõi mộng, rồi Ngộ Đạt Quốc Sư, rồi Tế Điên Hòa Thượng. Ok. Nãy giờ cũng 42 phút rồi. Thì giờ tôi chỉ rất là nhanh về cái lập thêm page. Thì chúng ta cũng vẫn vô cái phần dashboard nữa, dashboard. Ok, chúng ta muốn cộng thêm page thì chúng ta add new thôi nha. Nãy chúng ta có một page nè, tức là home and video. Nhưng mà bây giờ mình coi cái yêu cầu của trang của người ta làm á, người ta có bao nhiêu. Người ta có trang nhà là home rồi phone. Người ta có hình ảnh, pháp âm, sinh hoạt, thơ văn, âm nhạc. 5 cái nữa, 5 trang nữa. Tại vì chúng ta phải làm thêm 5 trang nữa. Giờ chúng ta đánh chữ hình ảnh vô, cho nên phải bật cái key tiếng Việt vô. Hình ảnh. Anh với hỏi dấu ngã. Hỏi cứ public trước đã. Ok. And then nó xong cái page hình ảnh và add new nữa. Bây giờ phần này là người ta muốn văn thơ phong hay thơ văn gì cũng vậy. Văn thơ. Chúng ta add public tiếp. Đây. Phần kế tiếp là pháp âm phong. Pháp âm hay pháp thoại gì cũng vậy hết nha. Tức là mấy bài giảng của mấy ông thầy trong chùa, cho chùa người ta thâu người ta để lại, hoặc là mấy video người ta quay thì chúng ta publish tiếp. Là cái gì nữa? Hình ảnh, pháp âm, thơ văn có rồi không? Giờ tới sinh hoạt, âm nhạc. Không cần phải theo thứ tự ha. Giờ chỉ add new thôi.
nha. Chúng ta publish chưa? Để thêm một cái nữa không? Sinh hoạt phải không? Sinh hoạt của cái thiền viện Udo Udam á, ở Las Vegas. Publish. Ok. Vậy chúng ta view page. Ok, bạn thấy không? Ở đây nó sẽ hiện ra là nó có nhiều cái menu khác nhau không? Ở đây bạn có thể ha. Ví dụ home là cái trang chủ. Ok, nó sẽ nói về cái bài kiếp người và cái bài vài nét giới thiệu về đạo tràng. Rồi âm nhạc á, thì bạn sẽ post âm nhạc sau đây sao? Rồi hình ảnh, bạn có cần hình ảnh gì bạn sẽ post qua sao? Rồi pháp âm, thí dụ những cái MP3, những cái gì mà để người ta cần post thì bạn post đây. Sinh hoạt, ví dụ như chương trình sinh hoạt của cái chùa U Đàm Thiền Viện là gì thì bạn sẽ up đây. Video thì hồi nãy mình post rồi phải không? Thì mình có 3 cái video. Rồi văn thơ. Văn thơ thì thí dụ như bây giờ mình muốn post một bài văn thơ đi phải không? Giờ tôi không có bài nào hết, thì copy của văn thơ của trong cái trang chính của người ta. Văn thơ, thơ văn gì đi. Ví dụ những điều cần làm khi mất thầy hàng trường. Bây giờ lấy nghiệp đi, karma của ni sư Ayakema. Tức là bình an đó nha. Tiếng Phạn là bình an. Nghiệp. Ok, để tôi copy cái nghiệp đi. Thì vô phần văn thơ, nó có chữ edit nằm sẵn rồi, chúng ta không có cần vô đây. Nếu thích thì chúng ta vẫn vô được, chúng ta edit văn thơ. Ok, thì ở dưới này chúng ta cái bài nghiệp. Chúng ta copy hết nguyên bài luôn nha. Bài này có vẻ hay, nhưng mà nó dài, để một hồi chúng ta có thể cắt ngắn lại. Copy. Right click. Space. Nguyên một bài nó hiện ra luôn. Nghiệp của ni sư. Thì ở đây ni sư Ayakema. Ni sư này rất là nổi tiếng. Thì bây giờ chúng ta kiếm hình ni sư đi. Cách kiếm hình dễ nhất là vô google.com. Nên bạn click vô. Thì thường thường nó cái default của nó là search, nhưng mà bạn click image không? Rồi bạn vô cái đó, copy cái tên của ni sư Ayakema, một người Đức. Chúng ta paste nó. And then share. Kiếm hình của bà. Chị rất là ni sư này không? Kiếm hình nào đẹp đẹp. Ok, đây có tên của ni sư luôn. Là cái này cũng được. Thôi cái này mà có vẻ là hay nhất, chúng ta right click. Chúng ta save image. Xây vô cái mà mình muốn làm á, cái folder mình muốn làm ở đây mình phải xây một chỗ hết. Tức là U Đàm Temple. Xây vô đó. Kiếm một cái nữa trong trường hợp mình cần nữa. Ví dụ như cái này. Xây vô. Ok. Bây giờ trở lại cái đó, chúng ta muốn bỏ hình của ni sư ngay đây. Chúng ta add media. Rồi upload hình ni sư lên phải không? Hình này ni sư.
Ok, rồi bỏ hình đĩa sư vô. Thì hình đĩa sư hiện lên. Bài này có vẻ dài quá không? Thì bây giờ chúng ta chặn nó ngay đây phải không? Thì ở đây nó cũng có cái insert more tab nơi đây phải không? Thì chúng ta insert này thì nó chặn ngay đây. Và sau đó chúng ta update. Ok, giờ bỏ thêm tấm đi, tấm hồi nãy. Bỏ ngay đây đi không? Ta cũng vô cái chỗ add media rồi ha. Hình này chúng ta có rồi không? Thì chúng ta upload file. Chúng ta có hai tấm luôn không? Tấm này của ni sư. Cái này cái logo của cái thiền viện U Đàm thì chút nữa làm sao upload này. Open it and insert into page. Ok, phải nhớ update nha. Chứ không thôi là nó không, cái hình này nó không có vô. Ok, đã 51 phút rồi. Ok, bây giờ để coi coi thử coi coi cái trang mình nó làm sao. Bên này á nó có nhiều cái lắm mà bên này nó cũng có, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ học cách làm cái từng page, từng cái menu, với lại cách up, cách bỏ cái video và cách post bài và hình ảnh. Như vậy là rồi từ từ các bạn sẽ mò ra, và chúng tôi nếu mà không có thì tôi sẽ dạy chỉ các bạn trong cái bài học tới. Chúng ta view page thì cái bài nó hiện ra. Thì trong cái phần phần văn thơ có một bài về về nghiệp karma, hình như cái này chữ này viết sai, chữ R karma, I think nha, chữ R R chứ không phải với em mà karma nha, là nghiệp á. Up đây nữa cho chúng ta view page nữa. Mà có một bài rất là đẹp phải không? Cho chúng ta vô cái trang chính đó thì home. Ok, nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta bỏ cái bài kiếp người nha. Trong này chúng ta thì có bài edit nè. Khi mà click vô edit nữa, uncategory là mình chưa có phân loại nó thuộc loại nào á. Nếu mình phân loại nó thuộc văn thơ thì nó sẽ hiện chữ văn thơ. Còn cái bài này về cái phần giới thiệu thì nó thuộc về phần giới thiệu bài viết, thì cái đó để bài tiếp. Thì giờ cái coi cái trang blog chúng ta có bao nhiêu: home, âm nhạc, hình ảnh, pháp âm, sinh hoạt, video. Trong này thì chúng ta chưa bỏ âm nhạc, hình ảnh thì chúng ta cũng chưa bỏ, pháp âm thì chúng ta cũng chưa có bỏ. Nó chưa, chúng ta sẽ thấy nothing không, không có gì hết. Sinh hoạt thì cũng chưa. Rồi video. Video thì nãy bỏ được ba bài Phật giáo không? Ba cái video Phật giáo rồi. Và văn thơ. Ok, bây giờ các bạn xong rồi. Bây giờ bài học cũng gần 1 tiếng rồi. Thì bây giờ chúng ta làm sao mà chúng ta bây giờ cái trang nhìn trên này phải không? Cái địa chỉ của chúng ta là udamthienvien.wordpress.com. Thì chúng ta phải nhớ cái đó. Vì làm sao mà trở lại? Thì chúng bạn nhìn như trên này phải không? Thì nó sẽ hiện ra cái login của mình, chẳng hạn như hai tag Alan Bảo Phán. Thì chúng ta sign out thử coi nha. Ok. Bây giờ bạn thí dụ như bạn mở cái này ra. Không có gì không? Vì mình muốn sign in đó, thì mình đánh chữ WordPress.com. Nó sẽ trở lại cái màn hình chính này. Bây giờ mình đã có cái blog thì không, bây giờ mình có thể xài cái này chứ mình không có dùng Gestar nữa. Thì cái của mình là hai tag Alan Bảo Phán phong, mình đánh password vô. Rồi, dưới này có sign in không, hay là hit enter bằng cái keyboard được sign in nữa vô. Thì bạn vô đây phong.
thường thường á, tại cái này tôi chưa có sửa cho nên nó hay cái hiện ra cái option là save password hay là never for this time, thì thường thường never không thôi thì người ta có thể mò cái password của bạn ra, thì bạn sẽ thấy những cái bài, hai cái bài post của bạn kiếp người với lại vài nét về đạo tràng u đàm. Ok, là muốn sửa cái gì vô my blog thì ở blog mình có hai cái post rồi, 6 trang. Ok, bây giờ mình muốn coi cái trang mình làm sao thì mình chỉ vô đây, thì ở dưới này nó sẽ hiện, bạn sẽ nhìn ở bên góc trái này, ngay đây nó sẽ hiện là u đàm thiền viện .wordpress.com, click vô để coi cái trang mình nó như thế nào. Đó, đẹp không, perfect, thì nó vừa sạch sẽ, tùy theo cái trang website làm cho nó gọn nhẹ để người đọc người ta thích. Ok, thì ở dưới cái term này, tại vì bạn thấy không, term 2011 blog.wordpress.com, tức là của cái WordPress.com họ design, họ làm cho mình chứ không phải mình làm nha. Còn mình làm thì mình đề là chẳng hạn như Alan Bảo copyright, Alan Bảo làm, thí dụ như vậy á. Nhưng mà cái này không phải của mình làm, của người ta làm. Ok, bây giờ sign out nó. Thấy sign out. Trở lại. Point point vô, nên sign out. Nên giờ đóng lại hết á. Ok, đóng luôn rồi. Cái computer này ta xài nãy giờ cho nên nó chậm nha. See, giờ bạn xong cái phần này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nguyên my blog. Ok, bây giờ bạn tắt computer hết, bây giờ mở computer làm sao bạn vô bạn sửa. Thì giờ hít vô một cái nào á, hạn như mở cái browser nào cũng được. Okay. Bây giờ mình chưa muốn sửa hết, mình muốn coi cái trang của mình nó làm sao. Thì mình đánh chữ Thiền viện U Đàm không? U Đàm Thiền viện chứ. Thiền viện U Đàm Thiền viện nha. Không có, mình nó vô login vô thì bạn chỉ cái trang của bạn là U Đàm Thiền viện .wordpress.com, bạn chỉ bỏ mấy cái phần kia vô. Ok, cái này là cái trang mà người khác họ vô họ sẽ thấy, đó là cái trang của bạn. Thì bạn thấy nó đây có home, âm nhạc, hình ảnh, pháp âm, sinh hoạt, video, văn thơ. Thì bài học này là rất là dễ nếu các bạn chịu theo dõi và chịu khó bỏ ra 1 2 tiếng để mà nghĩa là mình tìm hiểu á, không có gì khó hết nha, chỉ khó là mình đôi khi mình làm biếng mình làm thôi. Ok, thì nếu mà các bạn ở trong nước á, mà muốn thông tin, muốn là học WordPress, muốn thông tin báo cho bên ngoài á, hoặc là có những có cái MP3 nào, những cái audio nào, video nào mà thâu á, thì các bạn có thể phải post trên này hoặc vô Facebook, hoặc là hồi nãy trong cái phần video bạn có thể share Facebook hoặc là Twitter. Đó là những cái phương tiện thông tin rất là mau lẹ. Thì bây giờ cái bài học hôm nay tạm chấm dứt ha. Thì bài số 2, thì bài 2 tôi sẽ chỉ vào sắp tới
có thể là 1 2 tuần, 2 3 tuần gì nữa nha, khi mà tôi rảnh nha. Sau đó là nếu mà bạn có any question thì có câu hỏi nào đó thì email về. Nguyên Phúc Bảo Phán @gmail.com. Ok. Thì bài học đến đây là chấm dứt. Thì nó tôi nghĩ là chỉ cặn kẽ như vậy thì chắc chắn là các bạn sẽ tìm hiểu và làm được rất là dễ dàng. Và nhân tiện đó thì cảm ơn các bạn. Và nếu mà có những cái thông tin, những cái gì quan trọng trong nước thì bạn có thể post lên cái blog của các bạn. Nếu mà mỗi người có một cái blog á, thì nó sự cái truyền tin nó rất là nhanh và không có ai mà dập tắt được hàng loạt blog như vậy được nha. Thay vì chỉ có 1 2 người làm blog thôi hoặc là 10 người làm blog thôi, thì bạn chỉ cần vô một cái dịch vụ nào đó bạn làm blog, rồi xong bạn khi mà bạn rành nữa thì mới cần bạn tiến một blog. Nếu mà họ xóa cái blog này thì vào dịch vụ khác làm một blog khác, xong là đi chỗ khác nha. Ok, thì bây giờ tôi đánh phần này cho nên tôi phải save. Ok, xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong bài sắp tới.